Thì sau khi mà chúng ta đã edit xong xuôi hết rồi đó, và chúng ta cái việc còn lại là chúng ta sẽ xuất cái phim của chúng ta ra thành một cái file video hoàn chỉnh để chúng ta thưởng thức hoặc là chia sẻ. Thì để xuất cái phim ra chúng ta sẽ làm như sau nhé. Các bạn sẽ bấm qua cái mục mà step 3 này, export đây. Đó. Thì ở trong cái mục export này nó sẽ có rất là nhiều cái loại để cho các bạn xuất ra. Chẳng hạn dụ như chúng ta có cái loại phim dành cho YouTube này, Gmail, rồi mobile device. Mobile device là những cái thiết bị di động đó. Rồi HD 720p, rồi Full HD này, HD 1080p là Full HD. Rồi HD Edit. Thì cái này là nó xuất phim những chất lượng cao ha, và có thể chỉnh sửa lại được nè. Rồi custom là chúng ta có thể tùy biến theo ý chúng ta. Thì thường thường nếu như các bạn mà làm phim để đưa lên YouTube á, thì các bạn chỉ cần chọn là cái dạng là YouTube này thôi được rồi. Thì nó sẽ bật lên cho chúng ta là cái ra cái file là MP4 nén theo cái dạng là H.264, và nó sẽ cái khung hình này, nó sẽ đi theo cái khung hình mà chúng ta quay phim luôn. Chẳng hạn như chúng ta quay 1080 á, thì nó sẽ xuất ra đúng khung hình 1080 luôn. Nếu chúng ta quay 4K thì nó sẽ ra 4K. Rồi cái frame rate này nó cũng đi theo đúng cái frame mà chúng ta quay luôn ha. Và cái nó sẽ ra được cái file có cái dung lượng nhiêu đây, và chúng ta chỉ việc ấn export là sẽ xuất ra. Còn nếu chúng ta không muốn xuất theo những cái định dạng này á, chúng ta sẽ chọn custom vào đây ha. Và ở đây chúng ta sẽ chọn này, thì các bạn nhìn nhá, ví dụ như cái này của nó mặc định đang chọn MP4, ví dụ mình chọn là AV đi, thì cái file nó sẽ tăng lên này, cái dung lượng file sẽ lớn lên. Cái file AV nó dung lượng nó lớn kinh khủng luôn đó. Chẳng hạn ví dụ mình chọn là MP4 thì đó, nó sẽ nhẹ lại nè. Rồi frame size này chẳng hạn nó có rất là nhiều ở trong đây. Ví dụ như mình để là short, nghĩa là theo đúng cái phim mà mình quay á, phim mình quay sao thì vô đây nó y chang vậy luôn, nó xuất ra y chang vậy. Còn ví dụ mình có thể chọn là Full HD rồi 720 và những cái dạng này đó. Rồi đây là cái khung hình là đi theo phim gốc này đó. Rồi những cái khung hình mà mình có thể chọn đó. Rồi cái mục này các bạn khỏi cần quan tâm, cái bit nó càng lớn á, thì cái phim của nó cái độ nét của nó càng mượt và cái âm thanh nó càng trong thôi. Thì cái này chúng ta cứ để theo mặc định là được rồi, không cần quan tâm này nhiều lắm. Rồi thì cái này á, thường thường nếu mà xuất á, theo như mình hay sử dụng thì mình cứ dùng cái này là MP4 và mình để theo đúng cái suốt của nó luôn. Và nếu như dùng cái cách này thì chúng ta không cần phải suy nghĩ gì hết, chúng ta chỉ việc là chọn xuất theo dạng YouTube này. Các bạn cứ xuất chọn đây là YouTube và các bạn ấn export rồi là sẽ xuất ra chúng ta. Chẳng hạn mình xuất đây nhá. Rồi mình lưu, chẳng hạn dụ như mình lưu đây là test chẳng hạn. Rồi ấn save, nó sẽ xuất cái phim ra cho chúng ta theo đúng cái định dạng 1080p của YouTube ha. Thì cái quá trình mà xuất phim này á, nhanh hay chậm là do cái tốc độ máy tính chúng ta ha. Nếu mà máy chúng ta mạnh á, thì nó sẽ xuất rất là nhanh, còn máy mà yếu thì nó xuất khá là chậm ha. Ok, thì bây giờ đã xuất xong rồi đó, mình chỉ việc mình vào đây mình kiểm tra lại thôi, cái nơi mà mình lưu đó. Nãy mình lưu ở đây đi. Đây thì mình kiểm tra lại đây cái file test này của mình này. Đó. Bỏ lên xem luôn. Đó, thì mình sẽ được một cái file như thế này. Nó rất là đơn giản vậy thôi ha. Ok.